Kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là thời lượng chương trình thời sự tối Chủ nhật ngày 10 tháng 5. Mở đầu như thường lệ là phần điểm những thông tin chính trong chương trình. Để tháo gỡ nút thắt và giúp các trường học sớm ổn định việc dạy và học sau thời gian dài dịch bệnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những điều chỉnh kịp thời. Đã có nhiều giải pháp hữu ích nhằm tận dụng nguồn rôm rà sau thu hoạch. Tuy nhiên, do khối lượng phát sinh rất lớn nên phần lớn người nông dân vẫn chọn cách làm quen thuộc là đốt ngay tại đồng ruộng, gây ô nhiễm môi trường và thoái hóa đất. Sau hơn 40 ngày phải tạm ngưng hoạt động để thực hiện lệnh cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ, các bãi tắm trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu mở cửa đón khách trở lại đúng vào thời điểm nắng nóng. Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện và công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, cùng đi có lãnh đạo sở ban ngành và địa phương liên quan. Kiểm tra thực tế tại hồ Thủy Tiên thuộc dự án khu đất đồi Thiên An thuộc xã Thủy Bang, thị xã Hương Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng việc hồ Thủy Tiên bị bỏ hoang lâu nay trong một thời gian dài là một sự lãng phí lớn. Cảnh quan nơi đây là một địa điểm lý tưởng để hình thành khu công viên văn hóa phục vụ cộng đồng, không gian sáng tạo đương đại, công viên vườn tượng trên địa bàn tỉnh để phục vụ người dân và du khách đến với Huế. Chủ tịch yêu cầu tìm hiểu các mô hình công viên vườn thú kiểu mẫu ở các nước trên thế giới để thực hiện tại khu vực này cùng với hệ thống zip line để tham quan ngắm cảnh đẹp nhằm xây dựng điểm đến vui chơi giải trí hấp dẫn cho người dân và du khách đến tham quan Huế. Ngoài ra, nhằm khai thác tối đa các yếu tố hiện trạng kiến trúc, cảnh quan địa hình và hiện trạng sử dụng đất của khu vực này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cần sớm hoàn thành việc xử lý tài sản trên đất làm cơ sở cho việc kêu gọi đầu tư dự án, trong đó tập trung khai thác tuyến đường đi bộ, nuôi thú, dịch vụ xe đạp thông minh gắn với một số hoạt động dịch vụ nhỏ. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành kêu gọi đầu tư dự án, thực hiện kiểm định chất lượng đối với công trình thủy cung nước. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh, Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy tổ chức điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch hồ Thủy Tiên, đề xuất phương án giữ nước tại hồ Thủy Tiên để đảm bảo việc khai thác cảnh quan hiệu quả. Cùng trong chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng đã đến thăm các dự án đang thực hiện như vườn công viên địa đàng tại thị xã Hương Thủy, dự án Hương An Viên tại thị xã Hương Trà, dự án chỉnh trang đô thị thị trấn Thuận An. Qua thực tế kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xem xét lại quá trình thực hiện, vướng mắc ở khâu nào thì cần sớm tìm cách tháo gỡ để triển khai các dự án, tránh tình trạng kéo dài gây lãng phí tài nguyên đất đai. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, cải tạo cảnh quan khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế và công tác di dời hiện vật Bảo tàng Lịch sử Cách mạng. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện nay công tác giải phóng hoàn trả mặt bằng đang được gấp rút triển khai. Ngoài đơn vị thi công cũng có thêm lực lượng quân đội, đoàn thanh niên cùng hỗ trợ. Việc hoàn trả mặt bằng sẽ tiến hành theo hình thức cuộn chiếu, giải phóng mặt bằng từ đâu thì sẽ tiến hành dọn dẹp, tháo dỡ từ đó. Sau khi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ biểu dương các lực lượng cùng tham gia công tác giải phóng mặt bằng khu vực Thượng Thành. Đối với phương án dọn dẹp mặt bằng, tháo dỡ công trình nhà ở dân sinh, Chủ tịch Phan Ngọc Thọ yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố cần xây dựng phương án, bố trí nhân lực cụ thể, đảm bảo việc tháo dỡ, tránh xảy ra tái lấn chiếm. Về công tác di dời hiện vật Bảo tàng Lịch sử Cách mạng về nơi mới, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, hiện công tác di dời đang được đơn vị cùng Bảo tàng Lịch sử Cách mạng gấp rút triển khai, dự kiến đến hết ngày 10 tháng 5 sẽ di dời xong số hiện vật gồm xe tăng, máy bay, các loại pháo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng Bảo tàng Lịch sử Cách mạng tỉnh trong quá trình di dời hiện vật cần an toàn, thận trọng, tránh làm hư hỏng hiện vật, đồng thời phải đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng chỉ đạo ngành di tích có phương án sớm hoàn thành việc di dời các hộ dân sống trong khu vực trả lại hiện trạng cho di tích Quốc Tử Giám, đồng thời cùng phối hợp với các sở ngành xây dựng phương án trùng tu nâng cấp, cải tạo lại sau khi bảo tàng được bàn giao lại cho di tích. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng đi kiểm tra và tham gia trồng cây tạo cảnh quan khu vực trước ngõ 1. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động lực lượng để hỗ trợ các phương dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực Thượng Thành. Với tinh thần hãy hành động để giữ cho thành phố luôn được xanh, sạch, sáng, hơn 50 cán bộ chiến sĩ đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang cây xanh, bụi rậm, sang lấp mặt bằng tại khu vực Thượng Thành gần cửa Thượng Tứ thuộc phường Thuận Thành, thành phố Huế. Đây là khu vực đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh giải tỏa nhằm trả lại mỹ quan cho bộ mặt đô thị, giữ gìn bảo vệ các giá trị lịch sử, từ đó phát huy giá trị di tích, tạo sản phẩm du lịch, tạo động lực thúc đẩy cho tỉnh nhà phát triển kinh tế xã hội. Trước những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 42, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 15 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu do bị giảm sâu thu nhập, mất thiếu việc làm bởi đại dịch.
đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, được quy định như sau. Những lao động này phải đáp ứng đủ các điều kiện, có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước ngày 1 tháng 4 năm 2020, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020, không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo 1 triệu đồng một người một tháng ở khu vực nông thôn và 1 triệu 300 nghìn đồng một người một tháng ở khu vực thành thị. Nếu đáp ứng những điều kiện này, người lao động được hỗ trợ hàng tháng với mức 1 triệu đồng một người một tháng và tối đa trong 3 tháng, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020. Người lao động chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ và nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã ra soát tổng hợp danh sách. Trong 2 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trong 3 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam nhằm kích cầu du lịch nội địa, tạo điều kiện để người dân đi du lịch tới các vùng miền trên cả nước trong bối cảnh bình thường mới sau COVID-19. Theo kế hoạch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và đơn vị thực hiện trực tiếp là Tổng cục Du lịch sẽ phù hợp với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, các hãng hàng không xây dựng các gói sản phẩm kích cầu hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch nội địa. Thông tin rộng rãi về việc mở cửa các điểm du lịch, về mức độ an toàn, sẵn sàng thu hút khách du lịch, đồng thời xây dựng các quy định, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch, khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương, có chính sách hỗ trợ miễn giảm phí lệ phí tham quan tại các di tích, điểm tham quan, bảo tàng, điểm du lịch do địa phương quản lý, góp phần giảm giá thành, tăng hấp dẫn các gói kích cầu du lịch. Thời gian thực hiện kế hoạch từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 2 năm 2020. Kinh phí triển khai kế hoạch từ chương trình xúc tiến du lịch, quảng bá, phát triển du lịch của các địa phương, doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác. Như vậy là tất cả các cấp học đều đã hoàn thành một tuần đi học trở lại sau dịch COVID-19. Thời điểm bắt đầu, các trường thực hiện yêu cầu giãn cách học sinh để ngăn ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên, cơ sở vật chất ngành giáo dục hiện tại, nhiều việc thực hiện yêu cầu này hết sức khó khăn. Để tháo gỡ nút thắt và giúp các trường học sớm ổn định việc dạy và học sau thời gian dài dịch bệnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những điều chỉnh kịp thời. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo yêu cầu phòng dịch đặt ra từ đầu thời điểm cho học sinh trở lại trường, thì mỗi học sinh phải ngồi cách nhau từ 1,5 đến 2 mét. Nhưng ngồi như vậy thì một phòng học không thể ngồi đủ cho học sinh một lớp với sĩ số từ 30 đến 40 em. Những trường có đủ cơ sở vật chất thì tiến hành chia một lớp ra làm 2 ca học. Nhưng như vậy thì lại gặp khó khăn trong việc đảm bảo số lượng giáo viên đứng lớp. Bài toán giãn cách thực sự đặt ra nhiều khó khăn cho các trường học khi học sinh trở lại trường. Khó khăn thứ nhất là phải nói rằng là cái quy chuẩn của phòng học thì đã quy định theo cả cấp và được tiến hành xây dựng theo cái quy chuẩn đó. Và cái sĩ số học sinh trong một phòng học theo cái quy chuẩn đó là nó trong tình trạng hết sức là bình thường. Nhưng trong điều kiện của dịch bệnh và giãn cách ở trong lớp học thì rõ ràng là khó khăn thứ nhất đó là sinh ra thêm những cái phòng học mới đòi hỏi trường phải tận dụng thêm cái cơ sở vật chất. Song song với việc hình thành cả cái lớp học mới thì đòi hỏi phải có cái giáo viên quán xuyên lớp phụ trách các lớp mới đó là một việc tạo khó gây ra cái sự bỡ ngỡ khó khăn cho cái công tác quản lý điều hành và sắp xếp kế hoạch. Về giãn cách thì do là tình hình nhà trường là hơn 2.000 học sinh với 46 lớp cho nên là không đủ phòng để mà đảm bảo là 2 mét. Thì hiện nay là nhà trường cũng đã cố gắng nới cái khoảng cách giữa các em trong cùng một phòng học tối đa. Chứ bây giờ là một lớp như vậy trung bình khoảng 45-46 em thì cũng là cố gắng tối đa thôi chứ cũng không thể nào mà đảm bảo theo cái khoảng cách 2 mét được. Thực trạng này đặt ra ở hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và nhiều tỉnh thành khác nói chung. Một số trường thực hiện song song việc học trực tuyến và học tại lớp để đảm bảo yêu cầu. Tuy nhiên, việc học trực tuyến là đem lại hiệu quả không cao. Mới đây nhất, vào ngày 7 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp phòng dịch trong trường học. Trong đó có nội dung về việc không cần sử dụng mũ nón có tấm chắn cá nhân, không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học và đặc biệt là không cần áp dụng giãn cách trong lớp học. Đây là một động thái được coi là tháo nút thắt để các trường học có thể thực hiện chương trình năm học một cách đồng bộ mà không cần ngại ngại đến vấn đề giãn cách học sinh. Kiểm soát bệnh của học sinh nó tương đối chặt chẽ. Cho nên là chúng tôi cũng mạnh dạn là thực hiện theo cái chỉ đạo của phòng giáo dục để mình thực hiện thay vì là giãn cách thì mình phải tăng cường thêm cái công tác mà đảm bảo cho học sinh
bằng cách là sát khuẩn, diệt khuẩn, rồi là đeo khẩu trang, đúng không? Thì những cái đó thì nó cũng góp phần làm cho cái việc mà giãn cách nó tốt hơn. Mặc dù đã có sự nới lỏng trong các phương pháp phòng dịch ở học đường, tuy nhiên các trường học cũng không nên chủ quan. Những biện pháp về đo thân nhiệt, yêu cầu học sinh rửa tay sát khuẩn, giữ gìn vệ sinh cần được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt năm nay, các em sẽ phải học trong những tháng cao điểm nắng nóng, nên bên cạnh công tác phòng dịch, các trường cũng cần có nhiều phương án để đảm bảo thông thoáng phòng học, giúp học sinh có điều kiện tốt nhất để hoàn thành năm học. Tiếp tục với những thông tin kinh tế, hơn 6.500 tỷ đồng là con số thiệt hại về doanh thu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cũng theo báo cáo đánh giá tác động dịch COVID-19 của Sở Tài chính, số doanh nghiệp chịu thiệt hại là 4.255. Trong đó, số doanh nghiệp thiệt hại dưới 30% doanh thu là 1.347 doanh nghiệp, số doanh nghiệp thiệt hại từ 30 đến 70% doanh thu là 2.115 doanh nghiệp, số doanh nghiệp thiệt hại trên 70% doanh thu là 793 doanh nghiệp. Đối với lao động, đến hết tháng 4 đã có khoảng 7.000 lao động bị thôi việc, mất việc, trong đó có khoảng 2.500 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, trong thời gian xảy ra dịch bệnh, toàn tỉnh có hơn 20.000 người từ các nơi khác trở về địa phương, trong đó có 6.362 người trở về từ Lào. Các chuyên gia người lao động ở nước ngoài vẫn chưa thể trở lại làm việc, khiến nhiều doanh nghiệp thiếu chuyên gia trong công tác điều hành. Xã Phong Thu, huyện Phong Điền đang mở rộng diện tích thanh trà nhằm góp phần khẳng định thương hiệu loại trái cây đặc sản của Thừa Thiên Huế cùng với các vùng trong thanh trà truyền thống như Thủy Biêu, thành phố Huế, Hương Vân, thị xã Hương Trà. Đến nay, cây thanh trà đã được nhân rộng ở 8 thôn thuộc xã Phong Thu. Do được phù sa dòng ô lâu bồi đắp hàng năm nên cây thanh trà phát triển khá tốt. Chất lượng, sản lượng thanh trà Phong Thu có thể sánh ngang với thanh trà Thủy Biêu, Hương Hồ. Nhiều hộ gia đình đã làm giàu từ cây thanh trà. Từ nay, toàn xã trồng 135 hecta thanh trà, trong đó có khoảng 60 hecta trong thời kỳ thu hoạch, có 40 hecta ra trái ổn định, khoảng 75 hecta đang trong quá trình trồng mới và kiến thiết. Tổng số hộ trồng thanh trà hơn 430 hộ. Doanh thu từ cây thanh trà của toàn xã ước đạt 15 tỷ đồng một năm. Để tăng hiệu quả kinh tế, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai kế hoạch phát triển các vùng trồng thanh trà tập trung với cánh đồng mẫu lớn, từ việc chuyển đổi cả vùng đất trồng lô ô, đất trồng hoa màu sang trồng thanh trà với diện tích 12 hecta tại hai thôn An Thôn và Trạch Hữu. Cùng với đó, xã Phong Thu cũng thực hiện chăm sóc cây thanh trà theo quy trình việt gáp với diện tích thực hiện 5,6 hecta trên 52 hộ tham gia. Quy hoạch tập trung ở hai thôn An Thôn, Trạch Hữu. Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện triển khai các nội dung như tập huấn kỹ thuật, thiết kế, xây dựng hệ thống tưới tiêu, cung cấp bao trái, hướng dẫn hộ chăm sóc, bón phân và phun trừ nhện đỏ, sâu bệnh, bao trái cho quả. Thời điểm này, vụ lúa đông xuân trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn tất khâu thu hoạch. Đây cũng là thời gian cao điểm nắng nóng. Chính vì vậy, việc đổ rơm rạ sau thu hoạch của người dân nhiều nơi càng làm cho bầu không khí thêm ô nhiễm ngột ngạt. Theo các chuyên gia nông nghiệp, xử lý sau thu hoạch bằng cách đổ rơm rạ ngay tại đồng ruộng như tập quán lâu nay của người nông dân là không có lợi, ảnh hưởng đến hệ vi sinh và khiến đất đai ngày càng thoái hóa bạc màu. Cũng đã có nhiều giải pháp hữu ích nhằm tận dụng nguồn rơm rạ sau thu hoạch. Tuy nhiên, do khối lượng phát sinh rất lớn nên phần lớn người nông dân vẫn chọn cách làm quen thuộc này. Những ngày này, người dân vùng ven thành phố Huế và người đi đường không chỉ phải ứng phó với thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao mà còn phải chống chọi với sự ngột ngạt, ô nhiễm từ khỏi đột rơm rạ sau vụ thu hoạch. Với gia đình ông Mai Văn Nam, phường Hương Sơ, thì việc đột rơm rạ sau mỗi vụ thu hoạch đã trở nên thường lệ. Dù biết sẽ ảnh hưởng đến môi trường, nhưng ông cũng như nhiều người nông dân tại đây cũng không biết phải làm gì hơn, bởi đây là cách duy nhất để họ tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí. Giống như cái tập quán mà lâu đời của dân địa phương đi là gặt rồi thì cái thời vụ cũng quá cấp bách. Mà cái tôm tốt nó không thể cách nào mà xử lý được hết, buộc là phải đúc để giờ ấy, cho để mình như nữa là mấy cây vô đánh không được. Mấy cây vô là cuốn, nó lấy là không cách gì mà ảnh được hết. Mà lấy sạch trơn luôn đấy, thành ra đúc được là dễ trong vấn đề mà sức kéo. Đúc được là để mặn mau nữa. Bởi vì trong vòng 5 ngày khi thu hoạch xong là phải khẩn cấp vô nước để mà làm lại vụ hè thu. Là nếu giờ nước mà có cái chương trình mà về mà thu mua giải quyết giùm cho dân mua rơm được thì và dân khỏi dọn đục rơm. Chứ bây giờ mà cắt rơm ra mà chỉ thu gom rơm về bỏ cho mô nhà thì bữa nay là chỉ có chương trình là chỉ có cắt xong là đủ để cho thứ nhất dọn luôn, thứ hai nữa là có phân để cho ruộng tốt. Nhằm bảo vệ môi trường, hạn chế tình trạng đục rơm rạ sau khi thu hoạch của người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tuyên truyền, vận động,
phổ biến người dân các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, với chính quyền địa phương, một số địa phương lại gặp khó khăn trong tập quán của người dân cũng như chưa có giải pháp xử lý các phế phẩm nông nghiệp này, đã khiến cho tình trạng đốt rơm rạ khó có thể giải quyết triệt để. Phường cũng đã cho là tuyên truyền về các cái hộ dân và triển khai ký cam kết của từng xã viên. Tuy nhiên, với vấn đề rất là khó khăn thì cũng cần cái thời gian để phường tuyên truyền vận động, vì cái tập quán canh tác của người dân ở đây thì cũng thường là đốt rơm rạ trên đồng sau khi mà thu hoạch, vì cái nguồn rơm rạ sau khi gặt xong thì họ cũng không sử dụng vào cái mục đích khác, cho nên là rất là khó xử lý cái phế phẩm nông nghiệp này. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều mô hình hiệu quả để tận dụng nguồn rơm rạ phế phẩm nông nghiệp, như các mô hình trồng nấm rơm làm thức ăn cho gia súc, các sản phẩm thủ công. Tuy nhiên, nguồn rơm rạ sau mỗi mùa vụ lớn so với nhu cầu tiêu thụ của các mô hình hiện nay. Để khắc phục triệt để tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường, lãng phí, cần có sự vào cuộc của các cấp liên quan để tìm ra giải pháp triệt để. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cần kiên trì vận động, tuyên truyền để người dân hiểu và tự giác thực hiện, trả lại môi trường trong lành mỗi khi mùa vụ về. Sau hơn 40 ngày phải tạm ngừng hoạt động để thực hiện lệnh cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ, các bãi tắm trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu mở cửa đón khách trở lại đúng vào thời điểm nắng nóng. Theo dự báo, lượng khách đổ về các bãi biển sẽ ngày càng tăng. Chính vì vậy, ban quản lý các bãi tắm cũng cần có những giải pháp đảm bảo không tụ tập quá đông để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh, ghi nhận của phóng viên thời sự trong những ngày cuối tuần. Ghi nhận tại bãi tắm Thuận An chiều ngày 8 tháng 5, các bãi tắm nhờ thực hiện tổ công tác vệ sinh nên đã cơ bản thông thoáng, sạch sẽ. Tuy nhiên, lượng khách đổ về biển vẫn chưa quá đông. Tín hiệu vui đó là hầu hết người dân đều chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh, không tụ tập quá đông người. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, có thể hòa mình vào làn nước mát hoặc đơn giản là ngồi nghỉ ngơi dọc bờ cát cũng giúp người dân giải nhiệt được phần nào. Trong dịch này là có đứa vợ con đi biển chơi, về mùa hè là nắng nóng đi biển là có vui hơn. Trên mình thì quá nóng vì cái da cứ chật chội, nhưng về đây là về bước về đây là thấy thoáng, người nhẹ nhàng liền. Mùa du lịch biển bắt đầu từ tháng 3, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều hàng quán ven biển đến thời điểm này mới bắt đầu được phép hoạt động trở lại. Việc cho mở cửa bãi tắm trở lại kịp thời của Ủy ban dân tỉnh từ ngày 3 tháng 5 vừa qua không chỉ là làn gió mát giúp các doanh nghiệp du lịch dịch vụ biển dễ thở hơn trong bối cảnh một năm 2020 được dự báo sẽ có nhiều tổn thất, mà điều này còn góp phần khẳng định hình ảnh du lịch Thừa Thiên Huế an toàn, thân thiện, thích ứng tốt trong điều kiện hậu dịch bệnh. Sau khi mà tỉnh mà đã cho phép chúng lại mở cửa lại để phục vụ du khách du lịch thì các quán rất phấn khởi, nói như là chuẩn bị bàn ghế rồi những cái món hải sản như là hàng đặc sản như gà rồi mực rồi cua tôm đó, vì dân viên là cũng chuẩn bị cũng sẵn sàng để mà đón khách mà trở lại để mà bán thôi. Sau 0 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2020, Ủy ban thị trường Thuận An đã chỉ đạo cho ban quản lý là triển khai tất cả các bộ phận của ban quản lý như là tổ cứu hộ vệ sinh môi trường, tổ bảo vệ, những đội vệ sinh môi trường là đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ. Còn cứu hộ thì đảm bảo cái công tác cứu hộ cứu nạn cứu đuối trên bãi tắm, còn bảo vệ thì đảm bảo an ninh trật tự tại bãi tắm để sẵn sàng chào đón du khách trở lại. Đến thời điểm này, dù hoạt động tắm biển đã cơ bản trở lại hoạt động bình thường, tuy nhiên vẫn cần tránh tâm lý chủ quan, đảm bảo không tụ tập quá đông để góp phần phòng chống dịch COVID-19. Với tình trạng khách du lịch nước ngoài đang khan hiếm như hiện nay, nếu tận dụng tốt nguồn khách nội địa, các bãi tắm Hứa Hẹn vẫn sẽ phục hồi và sống khỏe, qua đó góp phần khắc phục thiệt hại kinh tế trước, trong và sau dịch bệnh. Phần cuối là những thông tin quan trắc môi trường vùng đầm phá ven biển cùng với những khuyến cáo của cơ quan chức năng đối với ngành nuôi trồng thủy sản trong điều kiện nắng nóng gay gắt. Tân Lập thị trấn Sìa, độ mặn vẫn rất thấp, 4 phần nghìn, không phù hợp cho nuôi thủy sản nước lợ. Mau được vùng đầm phá xanh đậm đặc, một số nơi các mảng tảo tàng bong tróc từ tầng đáy nổi dày trên mặt nước, 4 trên 10 điểm do có tồn tại PO4 3 trừ, 5 trên 10 điểm do có độ kiềm thấp. Kết quả phân tích mẫu nước từ Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc cho thấy, khu vực nguồn nước cấp vùng nuôi trồng thủy sản Thuận An đã phát hiện loài tảo độc Dinophysis cordata có mật độ 13 tế bào trên 1 lít và mật độ Vibrio, tổng số nằm trong giới hạn cho phép.
Do đó người nuôi không nên chủ quan khi cấp nước vào ao, nên lấy nước vào thời điểm đỉnh triều qua tủ lọc và sử dụng chế phẩm sinh học, chất bổ sung như khoáng, vitamin C để tăng cường sức khỏe cho vật nuôi trong điều kiện nắng nóng. Tại vùng nuôi cá lồng xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc có rất nhiều rác thải sinh hoạt, chai lọ nhựa, túi ni lông khó phân hủy, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cá nuôi. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã quan tâm tuyên truyền và vận động người dân trong việc thu gom rác thải đúng nơi quy định. Tổng cục Thủy sản đã phát hành công văn số 819 TCTS NTTS ngày 6 tháng 5 năm 2020 về việc tăng cường quản lý nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa và nuôi thủy sản nước ngọt. Đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế các thị xã triển khai thực hiện để người nuôi chuẩn bị giải pháp ứng phó phù hợp nhằm hạn chế rủi ro và thiệt hại xảy ra. Những thông tin về quan trắc môi trường vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.